Kính thưa ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, kính thưa quý thầy cô, kính thưa các bậc phụ huynh và tất cả các em học sinh yêu quý, sau các tuần học đầu năm dưới sự hướng dẫn của các thầy các cô và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bậc phụ huynh cũng như là đôi bàn tay khéo léo của các em học sinh ở trường tiểu học, đến hôm nay qua các bài học sở tem, các em đã có được cái sản phẩm rất là đẹp và đáng yêu. Đây là sản phẩm của các em học sinh khối lớp 1, nào là ngôi nhà đấy, nào là những cây nấm, nào là bánh chưng, các củ cà rốt, những cái cây cỏ đấy, rồi những cái biển báo giao thông rất là giống và rất là đáng yêu đấy. Và tiếp theo ở đây là sản phẩm của khối lớp 2 đấy, khối lớp 2 cũng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô giáo ở lớp 2A và lớp 2B, các em cũng có được những cái bảng số này, thế rồi những cái lọ hoa này, thế rồi những cái cốc có hai cái con thỏ này, rồi cái mũ, cái cặp này, đấy, rất là đẹp và đáng yêu, đặc biệt là cái đồng hồ. Cái đồng hồ tuy chỉ làm bằng cái bìa cắt tông nhưng mà các em làm cái kim màu đỏ rất là giống đấy, và rất là đẹp. Lá cờ nhỏ nhỏ xinh xinh, biển báo giao thông cũng rất là đẹp nha. Tiếp theo là sản phẩm của các em học sinh khối lớp 3. Khối lớp 3 thì các em đã làm qua các bài học STEM như là làm bài về đồng hồ này, làm bài về cây gia đình này, thế rồi sản phẩm về cẩm nang sử dụng máy thu hình đấy, hay còn gọi là TV vô tuyến đấy, rồi con thỏ, rồi những con cá để các em có thể chơi trong trung thu, Tết trung thu thì các em có những cái đồ chơi con mèo trong bài học tiếng Việt đấy, cái đồng hồ bằng số La Mã rất là đẹp và rất là đáng yêu đấy. Những quyển sách, những cái quyển cẩm nang ấy, cẩm nang các em làm để các em có thể sử dụng để khi mình xem tivi đấy. Các em đã ngồi, có thể ngồi đúng cách theo đúng cái cẩm nang mà mình đã làm đấy. Cây gia đình thì thể hiện được các thế hệ trong gia đình như là ông bà, bố mẹ, rồi đến các con, các cháu đấy. Đấy. Và tiếp theo là sản phẩm của khối lớp 4. Khối lớp 4 thì có vòng tuần hoàn này, bảng thi đua này, thế rồi có ngôi sao, có đèn lồng, rồi có cả ngôi nhà, có cả ô tô đấy, rồi các cái chữ A, B, C, D rất là đẹp và rất là mát mắt. Ngoài ra thì các em còn làm thêm, trồng thêm được những cái lọ hoa bằng những cái cây hoa thật, trông rất là xinh xắn, có thể sử dụng vào những ngày như là ngày mùng 8 tháng 3 là các em có thể hái những bông hoa này để tặng bà, tặng cô, tặng mẹ đấy. Cũng có thể là trong ngày 20 tháng 11 các em cũng làm thành bó hoa tươi thắm để dâng lên các thầy các cô đấy. Và tiếp theo thì phải để ý đến cái sản phẩm của các em học sinh khối lớp 5. Lớp 5 là những học sinh mà dẫn đầu của toàn trường đấy, cái sự khéo léo của các em thể hiện được qua bài STEM
đây này, đấy, sản phẩm này, là ô tô này, rồi các cái hộp đều bằng những cái dụng cụ đã dùng rồi, rồi các em làm bằng giò này, bánh chưng này, vân vân, rất là đẹp, đấy, rồi các cái cây dinh thể hiện cái sơ đồ quang hợp của các cái cây xanh, đấy, rất đẹp, rồi có cả cả những dưa, hình ảnh dưa hấu này, rồi bánh chưng xanh này, đấy, rồi những cái bông hoa này, đấy, rồi những cái cảnh để các khi Tết đến thì các em có thể là chụp ảnh, cái gì cũng thấy rất đẹp và đáng yêu. Bên cạnh khối lớp 5 thì có sản phẩm của các em học sinh ở môn mỹ thuật, rất là đẹp, cái gì cũng đẹp. Tranh mọi người đang quây quần bên nồi bánh chưng xanh này, rồi tranh mọi người thì đang đi, các em bé thì đang thả diều này, đấy, rồi là tranh con cá này, đấy, rất là đẹp này, rất là đẹp. Tranh nào cũng đẹp và đáng yêu, đấy, rất đáng yêu, rất đẹp và rất đáng yêu. Đấy, này nữa này, này. Đây là bức tranh cảnh sông nước, có hai bên thì có dừa này, đấy. Đấy, rất là đẹp. Còn lại đây là quang cảnh mà các thầy các cô đang chuẩn bị cho cái tiết chuyên đề cấp huyện của buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong nhà trường có cái quyết tâm rất là cao, mặc dù bài thì cũng rất khó, nhưng với sự cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà phòng giáo dục giao cho nhà trường trong học kỳ 2 này. Vì vậy mà các thầy cô giáo rất tích cực để chuẩn bị thì cho buổi chuyên đề. Đấy, không gian này thì có cả đã xếp trên đó là một cái màn hình lớn và hai màn hình nhỏ ở hai bên. Đấy, các bàn của học sinh thì cũng được sắp xếp theo ba nhóm, vì bài học STEM là các em phải thực hành và thực hành theo nhóm, nên là đồ dùng dụng cụ thì các em chuẩn bị cũng rất là nhiều và rất là đẹp. Đấy. À, trên bàn này thì có hoa tươi này, có cốc nước này, có cốc uống nước này, có chai nước để tiếp khách ở phòng giáo dục này. Đấy. Và phía bên tay trái của cô lại là các cái sản phẩm rất là đẹp cho các em học sinh từ khối 1, 2, 3, 4, 5 đấy, đã chọn cảnh, rồi các em vẽ tranh dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo dạy môn mỹ thuật, nên các bức tranh này rất là đẹp và rất sinh động. Đấy, những cái lọ hoa, rồi cái em nhỏ có nơ cài trên đầu giống như là em bé gái ở học sinh lớp 1 này, rất đẹp và rất đáng yêu. Đấy, nhìn thì cứ muốn xem mãi. Đấy, các cái góc trang trí trưng bày, các cái góc trang trí, các cái góc trưng bày STEM, sản phẩm STEM của các em học sinh. Đây, một lần nữa cô lại giới thiệu, đây là sản phẩm STEM của khối lớp 1. Khối lớp 1 này rất là đẹp. Đấy. Và tiếp theo là sản phẩm STEM của khối lớp 2, cũng không kém. Và đặc biệt là sản phẩm STEM của khối lớp 3 thì sắc màu cũng rất là rực rỡ và rất là đáng yêu. Còn đây là sản phẩm của khối lớp 4. Đấy,
các sản phẩm rất là đẹp. Và tiếp theo nữa là sản phẩm của khối lớp 5. Khối lớp 5 thì các em lớn rồi nên cái sự kéo tay của các em đã kéo tay lại càng kéo tay hơn.